Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sự bất đồng giữa Phật với ma. Vạn Phật Thành ngày 9 tháng 10 năm 1983. Phật thì không có tâm sân hận, ma thì chắc chắn có tâm sân hận, đó là chỗ bất đồng. Phật thành Phật là do ma giúp mà thành, bởi vì khi Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề sắp sửa thành đạo, thì ma vương sinh lòng giận dữ, bèn phái ma binh, ma nữ lại uy hiếp dẫn dụ Ngài. Song Phật không động tâm, trái lại, Ngài dùng định lực khắc phục ma lực, rồi giác ngộ thành Phật. Do đó, Phật thì không có lòng giận dữ oán ghét gì ma cả. Ma thành ma là bởi chúng có lòng dạ tranh đấu can cường, cho nên có câu rằng, tranh thị thắng phụ tâm, giữ đạo tương vi bội, tiện sinh tứ tướng tâm, do hà đắc tam muội. Nghĩa là, tranh là tâm hơn thua, đi ngược lại với đạo, khiến sinh ra bốn tướng, làm sao được tam muội. Ma tranh không được hạng nhất thì sinh ra lòng giận dữ, lòng ganh tị, lòng chướng ngại. Cho nên người nào có tư tưởng hành vi như vậy thì đều là ma, vĩnh viễn khó thành Phật được. Thần thông của ma so với thần thông của Phật cũng chẳng kém gì, song thần thông của Phật là chính phái, còn thần thông của ma là tà phái. Vì tà không thắng chánh, nên ma rốt cuộc không thể thắng Phật được, do đó nó đành phải cam tâm cúi lạy, dập đầu quy y Phật. Song Phật thì từ bi thương xót chúng sinh, tuyệt đối Ngài không đối đầu với ma, mà chỉ dùng đạo đức để cảm hóa, làm chúng cảm phục. Trong tám tướng thành đạo, có tướng gọi là hàng ma, thực sự gọi là cảm hóa ma, thì có lẽ đúng hơn, bởi vì Phật không dùng phương pháp thủ đoạn gì để áp bức, cưỡng bách hàng phục ma cả. Nếu như Ngài mà hàng phục ma thì tức là Ngài có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, mà có bốn tướng này thì chẳng thành Phật được. Vậy Phật làm sao khiến ma vương phải đầu hàng? Ngài dùng từ bi, hỷ, xả, bốn tâm vô lượng. Thế ma vương lại để hai ngày, Ngài dùng tâm từ bi mà đối đãi, dùng đức hạnh mà cảm hóa. Phật biết được lý tiền nhân hậu quả, Ngài biết sở dĩ ma đến quấy phá là vì trong quá khứ Ngài đã từng tạo oán cừu, nên bây giờ Ngài không tranh cãi, mà chỉ an tâm chấp nhận chúng ma đến quấy nhiễu. Ma làm sao trở thành ma được? Do vì có hận, oán, não, nộ, phiền, năm thứ độc này mà ra. Năm độc khí này giúp cho chúng thành ma, vì vậy ma lúc nào cũng tạo phiền não cho người khác, nhất là đối với người tu đạo. Chúng thấy kẻ tu hành như là cái gai trong mắt, nhất định phải tìm cách phá hoại đạo nghiệp của người xuất gia. Khi có người xuất gia tu hành thành Phật, thì chúng ma thiếu đi một kẻ quyến thuộc, do đó chúng tận lực phá hoại. Phàm là người xuất gia thì phải hết sức cẩn thận đề phòng, đừng để trúng kế của ma mà rớt vào bẫy, vĩnh viễn khó thoát thân được. Nên kẻ tham thiền phải nhận rõ cảnh giới, nếu không sẽ bị ma khống chế. Tẩu hỏa nhập ma, nghĩa là hỏa hầu tiêu tán, ma liền xâm nhập, là điều mười phần nguy hiểm. Sao gọi là Phật, sao gọi là ma? Phật thì theo đạo lý, hợp lẽ phải. Theo đạo lý tức là hợp nhân quả, ma thì chẳng đếm xỉa đến đạo lý, không biết đến chuyện nhân quả. Theo nhân quả thì hợp lý, không theo nhân quả thì không hợp lý. Do đó, Phật với ma khác biệt rõ ràng nhất là ở điểm này. Phật thì có lòng từ bi, còn ma thì đầy rẫy tâm sân hận. Ha ha ha,